Hai tuổi này chạy ngay đi mua vé số, sắp trúng lớn, giàu to đúng 3 tháng cuối năm 2023. Nghèo khổ cỡ nào mà thuộc tuổi này thì cũng sẽ giàu nhanh chóng mặt, ôm tiền tỷ cuối năm 2023. Từ giờ đến Tết thì hai con giáp này công thành danh toại, tài lộc thì cứ ùn ùn kéo tới, vận khí cũng có những cái thay đổi đặc biệt. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị và các bạn luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, hạnh phúc, may mắn, bình an. Quý vị và các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp gặp nhiều may mắn đặc biệt là cái dịp cuối năm 2023 năm Quý Mão. Tài lộc thì cứ ùn ùn kéo đến, may mắn liên tiếp, làm gì thì cũng được suôn sẻ và thuận lợi. Vậy thì hai con giáp đó là hai con giáp nào? Để biết được mình có thuộc hai con giáp may mắn này hay không thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi thật chi tiết video ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hai con giáp may mắn nhất cuối năm 2023. Cuối năm 2023 năm Quý Mão, hai tuổi này tài lộc cứ ùn ùn kéo đến, trúng số liên tiếp, giàu nhanh chóng mặt. Quý vị thân mến, trong cuộc sống thì ai cũng cầu mong mình và gia đình sẽ được nhiều cái điều tốt lành, tốt đẹp nhất. Hạnh phúc và giàu có là hai cái thứ mà con người cần nhất. Nếu không được điều này thì ít nhất cũng phải được cái điều kia. Tử vi học có nói, con người chúng ta sinh ra đã phải tuân theo mệnh trời. Không ai sinh ra cũng gặp được nhiều cái may mắn và hạnh phúc. Mọi cái thành công thì đều đến từ cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Và trong năm 2023 năm Quý Mão thì có những con giáp cũng được thần tài và quý nhân chiếu cố. Tuy nhiên không phải từ đầu năm đến tận bây giờ, họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, với nhiều trắc trở trong sự nghiệp, tiền bạc và cái cuộc sống. Thậm chí nhiều người đã đi vào cái bế tắc và lâm vào cái cảnh đường cùng. Nhưng từ nay đến cuối năm 2023 năm Quý Mão, đặc biệt là 3 tháng cuối năm, là lúc mà thời gian trời đất giao hòa, thay đổi cái vận số thì mọi thứ sẽ trở nên bất ngờ hơn. Hai con giáp này sẽ có cơ hội lội ngược dòng. Cụ thể, từ trong cái giai đoạn này trở đi, tức là sau 3 tháng cuối năm âm lịch, thì hai con giáp này sẽ gặp được nhiều cái may mắn. Trong giai đoạn đầu năm khốn khó chông gai bao nhiêu thì cái cuối năm lại được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu. Không những sự nghiệp được thuận lợi, suôn sẻ mà sắp tới họ còn tìm được cái cơ hội để làm giàu. Chỉ cần biết nắm bắt là sẽ đổi đời. Vậy thì quý vị hãy cùng xem đó là những con giáp nào. Đó. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung với những người tuổi Sửu thì cái năm 2023, đặc biệt là cái thời điểm cuối năm, được nhận định là cái thời gian viên mãn, tốt đẹp, êm đẹp. Bất ngờ nhờ có các tinh cao chiếu soi đường chỉ lối, họ sẽ gặp được nhiều cái điều thuận lợi và thăng hoa trong sự nghiệp, tài lộc. Trong năm Quý Mão thì những người tuổi Sửu đầy ắp những cái biến động trong cái cuộc sống, từ công việc đến tiền bạc ở cái thời gian nửa đầu năm. Đấy, nói chung là đầu năm thì cực kỳ là gian nan vất vả, gặp bao nhiêu khó khăn bế tắc. Thế nhưng cái vận số nó cũng thay đổi một cách bất ngờ. Trong 3 tháng cuối năm thì bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thống khổ cũng sẽ qua đi hết tất cả. Cái cơ hội phát tài, đổi đời dồn dập nó nhờ được quý nhân và thần tài nó dẫn lối mà quý vị có thể may túi ba gang cũng không thể đựng hết được tiền tài của mình. Trong thời gian cuối năm thì quý vị sẽ có một cái thời điểm thu hút được cái tài lộc may mắn. Nói chung là được hưởng cái Tết 2024 năm Giáp Thìn, một năm là ăn Tết là sung túc đủ đầy. Trời sinh những người tuổi Sửu là những người mà chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những người tuổi Sửu được mệnh lộc tài quan, lại được phúc tinh tử vi nó chiếu rọi, nên lúc cơ hội nó đến thì cả đời sẽ được ấm no, không lo cái chuyện cơm áo gạo tiền. Cuộc sống được an nhàn, cao sang, quyền quý. Con giáp này có tiếng là những người mà ổn định và đáng tin cậy. Họ công bằng, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Tuổi Sửu thì cũng không quá tham vọng. Họ chỉ biết rằng cái cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong tay của mình. Phải luôn phấn đấu kiên trì với tất cả cái tinh thần lạc quan thì quý vị sẽ vượt qua được cái sóng gió. Lúc đó vận số sẽ tới, tương lai sẽ được tươi sáng, huy hoàng cũng đang chờ trước mắt những người tuổi Sửu. Tử vi học cũng có nói trong năm 2023 năm Quý Mão thì những người tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều cái thành công may mắn. Nhưng không phải là đầu năm, giữa năm mà là cái đoạn cuối năm thì mọi thứ mới thực sự được thăng hoa rực rỡ. Cụ thể là những cái ngày cuối năm thì những người tuổi Sửu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thành công viên mãn. Bên cạnh đó, họ còn gặp được hỷ duyên, giúp cho tinh thần thoải mái, vui vẻ, làm việc hiệu quả. Những người tuổi Sửu là những người gặp được cái thời điểm may mắn, được quý nhân phù trợ, thì cái gặp hung hóa cát. Nhờ vậy mà họ có được cái cuộc sống phú quý giàu sang. Thời trẻ tuổi gặp nhiều cái sóng gió, nhưng mà đều thuận lợi vượt qua. Hậu vận tốt lành, sự nghiệp thì hanh thông, tài vận thì dồi dào, gia đình thì hạnh phúc. Những người tuổi Sửu luôn tuân theo quy tắc của bản thân, mọi chuyện giải quyết rõ ràng, đúng mực. Họ cũng giữ được cái tinh thần tỉnh táo trong mọi cái trường hợp. Khả năng làm việc độc đáo, độc lập sẽ giúp cho họ hoàn toàn có thể dựa vào cái ý chí kiên định và cái tinh thần trách nhiệm, hy sinh hết mình để thành công trong cái việc được giao. Chính vì thế mà những người tuổi này chỉ cần quyết tâm là sẽ có được cái thành công, kiếm được tiền tài và phát tài phát lộc. Xong cũng cần phải biết giữ tiền để chi tiêu ít thì cũng là một cái dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều nhưng lại chi tiêu rất ít. Có người tài lộc vượng nhưng mà chẳng kiếm được là bao. Đó là cái vận mệnh cho chữ tài không có hậu. Vận tài lộc lưu niên không được tốt, kiếm được nhiều mà muốn tiêu ấy thì cũng nhanh hết. Muốn tài lộc tốt thì các bạn cần phải lo cho cái giữ cho cái kho của mình. Không có kho không giữ được tiền. Vận cát tường lưu niên nó giúp tài lộc nó được thịnh vượng hơn với những người tuổi Sửu. Không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên các bạn cần phải cho cái tài lộc cần phải lưu giữ cho bản thân nữa, cũng cần phải có cái khoản tích trữ của mình thì nó được thêm vượng phát và cái ít có tình trạng là phá tài nó xảy ra. Trong thời gian này quý vị cũng tránh xa những cái chuyện là cờ bạc đỏ đen. Nếu có cơ hội đầu tư ấy, thì quý vị cũng nên là suy xét một cách cẩn trọng khi mà tiến hành hành động. Tốt nhất là nên dùng tiền vào những cái việc rõ ràng. Những người tuổi Sửu thường sống khá tiết kiệm, dành dụm của cải, không được ít. Xong khi mà tiêu xài thì cũng vô độ, vung tay quá chán để rồi sau này sẽ phải hối hận thôi. Tuổi Sửu trong đời có cơ hội giành được những cái khoản thu ngoài dự kiến, nhờ đó mà phát tài. Xong cũng đừng vì thế mà chìm đắm buông thả bản thân. Thì ngoài ra ấy, nếu mà không khéo léo trong chuyện giao tiếp nên là những người tuổi Sửu cũng bỏ lỡ đi khá nhiều cái cơ hội để phát tài. Nếu có thể sửa đổi thì quý vị hãy nhân thời điểm này để cho cái tài lộc nó được vinh hoa, giàu sang phú quý, đổi đời cũng sẽ không bao xa nữa. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó nhọc trước đó thì dường như cũng tiêu tan hết. Khổ tận cam lai chính là đây. Chờ đợi bao ngày thì cũng đạt được cái thành quả ngọt ngào do chính tay mình làm ra. Con giáp này ngày càng vững tâm vào cái con đường mình đã lựa chọn. Vậy nên xin được chúc mừng những gia chủ tuổi Sửu con giáp may mắn đầu tiên trong 3 tháng cuối năm 2023 năm Quý Mão. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái vận may và lưu giữ cái tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc và tài lộc cho mình trong 3 tháng cuối năm này. Vòng tam hợp quý nhân sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải những xung sát thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho những người tuổi Sửu. Đó, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Sửu. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái dịp 3 tháng cuối năm 2023 năm Quý Mão thì đó chính là những người tuổi Dần. Kính thưa quý vị, những người tuổi Dần trong 3 tháng cuối năm 2023 thì tài lộc nó cứ ùn kéo đến, giàu nhanh chóng mặc, ôm tiền tỷ trong tay. Những người tuổi Dần thì được ưu ái tận đến những cái ngày cuối năm. Tuổi Dần là những con giáp được dự đoán sẽ kiếm bội tiền trong cái khoảng thời gian 3 tháng cuối năm 2023. Những người tuổi Dần có mệnh là phúc tinh. Đấy, có người che chở nên là sẽ gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát. Họ tài năng hơn người, lại dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Vì thế mà có thể làm nên cái chuyện đại sự. Trong năm 2023 năm Quý Mão, đặc biệt là những cái tháng cuối năm ấy, thì những người tuổi Dần có cát tinh nhập cung và đưa đường dẫn lối. Chính bởi vậy mà cái vận trình của những người tuổi Mùi sẽ được tươi sáng hơn và những người tuổi Dần sẽ gặp may mắn không tưởng đến với mình. Những người tuổi Dần sở hữu cái bản lĩnh, trí thông minh hơn người, họ rất nhạy bén và vô cùng là đáng tin cậy trong cái công việc. Vì thế mà những người tuổi Dần thường đạt được những cái thành công rất là to lớn trong cuộc đời. Những người tuổi Dần đã có dã tâm và tham vọng rất lớn, luôn chú tâm gây dựng cái sự nghiệp. Họ đặc biệt không chấp nhận mọi chuyện tiến triển một cách quá muộn, cũng không hài lòng với những cái nghề quá ổn định, không có nhiều cái sự thay đổi. Những cái thách thức vừa phải sẽ khiến cho họ có động lực đi đến cái thành công. Tuổi Dần là những người mà đặc biệt siêng năng, chăm chỉ và thường đạt được cái thành tích lớn trong cái hoạt động chính trị cũng như là kinh doanh. Cuối năm 2023, năm Quý Mão, thì với cái sự trợ giúp của thần tài cộng với cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực của bản thân, thì những gia chủ tuổi Dần sẽ có cái sự nghiệp hanh thông. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, công việc thì ổn thỏa, làm ăn thuận lợi, từ đó có thể thu nhập cao, tiền vào như nước, không cần phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc. Cái vận trình trong 3 tháng cuối năm ấy của những người tuổi Dần được dự đoán là diễn ra khá là êm đềm, tốt đẹp. Đặc biệt, đây là cái thời điểm mà nhân duyên được mở rộng, nở rộ, mang tới nhiều cái trải nghiệm thú vị, lãng mạn nhờ có sao đào hoa nó chiếu mệnh. Công việc thì nhìn chung không có những cái biến động gì quá to lớn, gia chủ không gặp phải những cái trở ngại gì quá to lớn, cũng như là không phải chịu áp lực nặng nề, ngược lại còn chủ động nhận thêm những cái nhiệm vụ khi mà cần, vì muốn thể hiện cái bản thân mình nhiều hơn. Các bạn nhiệt tình như vậy thì tốt, nhưng mà cũng nên chú ý tới những cái thái độ của những người xung quanh, chớ nên để người khác nghĩ rằng bản thân mình quá kênh kiệu hay là khoe khoang. Thì đây cũng là cái thời điểm mà bản mệnh nhận được cái khoản lương thưởng cuối năm, đúng không ạ? Và cái khoản hoa hồng do khách hàng mang lại, cái khoản thưởng Tết, nên là cái tài chính nói chung là cũng dự báo khá là dư dôi khi mà các nguồn thu đều tăng vọt. Những người làm công ăn lương có thể yên tâm với một cái Tết ấm no hạnh phúc. Những người làm kinh doanh buôn bán thì có thể hái ra tiền vào cái thời điểm cuối năm. Đấy, các bạn sẽ thấy lợi nhuận tăng lên vù vù, doanh thu thì nhảy vọt một cách bất ngờ. Trong 3 tháng cuối năm 2023 cũng là cái thời điểm mà cái đường tình duyên của những người tuổi Dần được rực sáng. Đào hoa tinh nó chiếu mệnh, những người độc thân thì có duyên, tình duyên phơi phới. Có người mình yêu là cái điều xảy ra sớm muộn mà thôi. Các cặp đôi cũng sớm về chung một nhà, bắt đầu chặng đường mới để xây dựng cái tổ ấm gia đình hạnh phúc. Vợ chồng thì đồng lòng vun vén nhà cửa và nuôi dưỡng con cái. Quý vị thân mến, như vậy những người tuổi Dần ấy, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân, giúp gia tăng cái vận may về tài lộc và tiền bạc cho quý vị. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp may mắn nhất, đấy, dễ có cơ hội trúng số đổi đời, giàu sang phú quý trong 3 tháng cuối năm 2023. Hy vọng với những cái thông tin mà Tử Thông đã chia sẻ vừa qua sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn chủ động nắm bắt được cái cơ hội, cái vận may đến với mình. Nếu như mà quý vị thấy điều này hay và hữu ích thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào cái biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.